Nhỏ son lá, nó nói là nó phở. Nó phở bò này không? Cũng nó phải xong. Nhưng khỏi là phở che oan. Phở che khéo thì đâu sao là cho. Chị cũng nó phải cho khéo thì cho gió thế chứ bà phá tôi. Cũng nó phải bò nữa. Chân thầy là bây giờ nó có sự cục bó của phở nó nhờ thế nào cũng muốn cho sao cho ta là nhớ dây này thế á nhờ chứ mà ta là nhớ dây này dễ nên một xe họ sai này nhờ của sự bó nó ô quá nó phấn bộ chạy khá chỉ lái đây nó giờ chủ mua phấn cho thì sao gọi lên một gió nó nữa có sự bán nó qua bán nó nên chút chút cá này rồi như một số giả nhớ là họ là có chỉ đi chó chưa có ô qua cho kiện cái hết giờ có non không nên chó nhà nhà nó phẩm bao chèo yên bảo là yên nhẹ tôi muốn lấy trí xong nó khéo phần bò mà khá chứ là tận bò thì mà tận bò chè khá lên đâu hả cũng nó phải cho vậy cho khỏi tiền lấy bà tác của chàng hai cho nên cô phải nếu mà chị calorie xí xe này vậy cả giờ cô bảo nó phải cho nhá nếu cho nếu nhận nó phải phải mà hay cả nó cô khá tuyệt tuyệt cô chim nhỏ mặt tay nói đi nô là chị mà bố là nói đâu hết đâu hỏi tiền là chị nằm mỏ này là nhẹ nó phở thế nó không bốn gọi thế dạ không dạ thế dưới này lên nó hả thì sáng nó khóc bóng ơn thì sáng nó phở cho mà ô rồi cũng mất cho cho sợ nhá nhà kia nè mấy xe cũ là giờ sếp của mua cho nhau cho ta là giấy này nó khép kẹp phải vô đó.